Không thấy đấy, không phải là tên chùa Ba Khía nhưng mà có cái di tích sao mà gọi là chùa Ba Khía. Ngày xưa cái chùa này không phải ở đây. Dạ. Mà nằm bên kia. Có ông già ông. Hello, chào tất cả quý vị. Thì hôm nay Tuấn cùng anh chị em, cô bác đi chùa Hội Phước Tự. Chùa này thì ở huyện Chợ Mới quý vị, ở xã Nhân Mỹ. Ở đây thì thuộc về huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thì trên bến phà Mương Ranh cũng vài trăm mét quý vị ơi. Thì cái đường đi thì nó đường lộ đi vô cũng khoảng 100 mét mới tới chùa quý vị. Đây là chùa Hội Phước Tự. Rồi hôm nay là ngày rằm tháng giêng đầu năm. Thì Tuấn cũng kính chúc cho quý ông bà cô bác và tất cả anh chị em một năm mới thành công, sức khỏe tốt, làm ăn phát tài phát đạt và vạn sự như ý. Và cũng rất mong tất cả mọi người vào xem, quý ông bà cô bác và toàn thể anh chị em có vào xem thì ủng hộ kênh của Tuấn Miền Nam cho một like, subscribe và một đăng ký của quý vị. Đây cũng có cái nơi giữ xe, cũng có bên hội từ thiện. Trong ngôi chùa trình một giảng. Yeah.
bước ra đường. Nãy giờ cũng là giờ đi ra cầu vũ trà chút rồi bắt đầu đi chùa khác quý vị ơi. Được có gì vậy đó được. Chị hai, chùa này kêu là chùa Ba Khế hả? Mà cái ông bác là bác cũng ở gần đây hả bác? Ở đây. Con hỏi bác xíu là cái ngôi chùa mình là con thấy để không phải là tên chùa Ba Khế nhưng mà có di tích sao mà gọi là chùa Ba Khế? Ngày xưa cái chùa này không phải ở đây, dạ. Mà nằm bên kia. Có ông già làm sư bây giờ đó, dạ. Nhà thởm đó, ở đâu ông bơi chùa lại? Mà lúc đó là của cái đình, dạ. Mà đình dở gì mấy hồi đâu luôn, dạ. Còn là cái cháy, ông lỡ tắm ở đó. Ở đó mới trị cái bệnh cho bà này trên cà già. Lớn phụ cha mẹ điều tra hoài, dạ. Có hỏi ai không? Là không có, mà tỷ tỷ vậy thôi. Rồi bà xuống sông bà giặt đồ, bà ngồi bà khóc. Để nó đi xuống, ông bà xuống gặp, ông hỏi sao khóc. Tự nhiên cái bụng bự vậy đó, cha mẹ quá quá. Không ở ai chân, lấy gì có chở. Nó thôi, sao đâu, nó bước lên bờ, ông bước 2-3 phút. Uống thì hết rồi, hết luôn đó. Người đất mới lỡ, thắng giờ lần ở ngoài kia, năm 2000 nó lỡ ngoài bây giờ vô đây nè. Rồi vô đây, vô trong ngoài ngoài, hầu cái chùa ngoài nó lỡ cái thằng. Còn nó kêu bằng Ba Khía, có Ba Khía đeo đó. Ba Khía đó. Vậy là có Ba Khía đeo đó. Dân tiếng tới bây giờ, chùa Ba Khía. Rồi vô đây là Ba Khía. Dạ. Bởi vì nó cả nước này, có chùa này dễ nhất hay. Cũng như ở Ba Bằng, chúng ta hồi đó có Ba Bằng. Cái gì nó cũng có cái sự tích mình mới biết được. Cả Ba Bằng, hồi đó Ba cái Bằng. Nhưng mà ông sư đều giỏi. Rồi, cứ giỏi luôn. Mình ra về đây. Bây giờ ai cũng tôn trọng chứ. Ông này ông cuốn rồi mà ông cũng cái bệnh này sắp chết rồi còn gì nữa mà cái bệnh đó là cái bệnh ông đính tăng không mà gái mà không có chồng mà sắp có nữa hai tấn hạt ông hạt cha mẹ không tin mới bệnh bệnh quá bệnh quá bệnh gì tức ngồi chắc con mà không đó toàn nói dễ mà không ghé chùa cũng lên bờ bứt ba cỏ không biết có gì tầng hai tầng xuống rồi đi uống đi là hết luôn rồi. Cũng có duyên gặp ông này luôn. Ông ở đó rồi cũng có duyên gặp ông sư. Con nào bệnh nào nữa gặp ông rồi đấy. Mình biết chứ. Gặp cũng khá là gặp gãy quý vị ơi. Cái gì nó cũng có cái di tích để lại. Đúng rồi, nó có di tích. Đi vô chợ Ba Bằng tại sao mình đặt cái chợ Ba Bằng cái đường nó nghèo ba đời ở đâu? Có ba cái bằng đó. Nó có ba cái bằng. Đó. Còn đi xuống ở dưới ta kia mà đi đường ghe gặp để cái miếu á. Rồi đó. Là Đại Dương Thủy Triều Linh Miếu. Linh Miếu Đại Dương Triều Việt. Ông dòm thấy cái hết hồn rồi. Có tất cả cái gì đều có hết đó. Tại vì là hồi đó là hai ông đó là tàu Dương giết giặc cái thời Lê Lợi đó. Rồi tới đó cái bị ông hổ dậy ra ông ăn thôi ông em đi. Thành ra cái đông ông anh dịch tức mình. Ông mới gian giới ông nói rằng ta hai anh em ta tàu Dương giết giặc mà đến đây em ta đã chết. Bây giờ ai là chúa Sơn Lâm ở đây ra đấu với ta? Đó, một là ta chết, hai là người phải chết thôi. Cứ từ nhảy ra, đấu ra ông anh, ông khổ, ông chết, ông chết luôn. Bởi kêu Lê Dương Cậu á. Giờ này cũng dọn chén rồi quý vị ơi. Để đãi các vị khách, các vị đến đây cúng chùa vào ngày gặp tháng giêng. Đến cái duyên đến chùa Ba Khía đến đây thì Tuấn ghi hình lại cho tất cả quý vị xem bao nhiêu thôi. Rồi chia lát nữa thì Tuấn cũng đi qua chùa khác. Nhưng chưa biết là sẽ đến duyên cái chùa tiếp theo là chùa nào đây.